Nhà thuốc Đông y Khương Trờ thảo dược vùng Tây Bắc. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Trờ. Hôm nay Khương Trờ giới thiệu các bạn một cây thuốc có tên là cây cút khí các bạn nhé. Cây này có nhiều tên, mỗi địa phương có một tên khác nhau, nhưng mình gọi theo chung tên của các thầy thuốc là cây cút khí. Cây cút khí là một cây mọc hoang dã và được trồng các bạn nhé. Rất nhiều gia đình trồng, ví dụ như gia đình chúng tôi trồng để làm thuốc. Cây cút khí làm cây thân thảo, lá mọc so le, cuống lá màu tím các bạn nhé, cuống lá màu tím và mỗi một nách lá đều có bẹn các bạn ạ. Để các bạn nhìn nhé, cuống lá màu tím và nách lá có bẹn này, thân có rãnh chạy dọc các bạn nhé, thân có rãnh chạy dọc, lá non này, lá ngon, các bạn nhìn nhé, lá non này, cuống lá, gân lá đều màu tím, cả hai mặt lá đều không có lông, các bạn nhìn nhé. Phần cuống lá hình bùa rục nhé, phần cuống lá hình bùa rục, sau đó chóp lá nhọn, cả hai mặt lá đều không có lông, mép không có răng cưa, đây các bạn nhìn nhé, mép không có răng cưa đâu. Lá nó rộng từ 5 đến 7 cm, dài từ 7 đến 10 cm. Cút khí người ta dùng thường là dùng bằng củ các bạn nhé. Củ đào lên đây, củ đây các bạn, đào lên có màu vàng. Củ cút khí đào lên có màu vàng. Tôi giới thiệu với bạn một bài thuốc mà tôi hay dùng, đây là bài thuốc chữa nấm đầu. Bạn bị nấm đầu lở ngứa các bạn nhé. Bạn lấy cái củ cút khí tươi này mài ra với nước gạo, bôi vào chỗ nấm đầu mà nó cứ nấm nó chảy nước ra, thì bạn lấy cái củ cút khí này mài ra bôi với bôi lên chỗ đầu bị nấm mượn. Bài thuốc thứ hai là bị viêm thận cấp, đau lưng đau bụng dữ dội, bạn lấy một nhánh cút khí này đun đặc cho bệnh nhân uống. Còn ngoài ra các ông lang bà mế phần lớn là dùng vào trong bài thuốc khớp các bạn. Đấy. Còn chúng tôi thì dùng như thế, còn khúc khớp chúng tôi cũng dùng nhưng mà không có nhiều để mà dùng. Đấy. Nhưng tôi dùng thường là chữa nấm đầu này, chữa quặn thận này, chữa đi ngoài này. Đây là bài thuốc từ cút khí các bạn nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.